quay lại đi chụp ảnh với bé Hà nữa. Bé Hà nói là chút nữa nếu như mà chọn chỗ nào là phải đứng ngay ở chỗ đó canh, tại vì tới khoảng tầm chiều chiều về là sẽ có rất là nhiều thợ chụp ảnh tới đây chụp. Chỗ này cũng khá là hot đó, chứ không phải dạng vừa đâu. Tóc Hà chuẩn bị nhả ra gần hết rồi mà chút nữa ra chụp có gió, không biết nó sẽ ra sao đây. Lúc nãy lúc mà Hà vừa mới uống tóc xong là nó săn lắm kìa, nhưng mà tóc Hà bẩm sinh là nó bị cứng với lại nó kiểu hơi bị đơ. Nếu như mà Hà uống tóc không nhiệt á, Hà bện tóc lại rồi để qua đêm á, không bao giờ nó săn nổi. Còn nếu mà Hà uống tóc bằng cái uống điện á, thì cái này là Hà có xịt cái đồ mà để giữ lọn tóc rồi á, nhưng mà nó vẫn nhả ra rất nhanh. Bây giờ không biết làm sao hết. Ai có cái cách nào hoặc là có cái bình xịt hoặc là cái đồ uống tóc nào mà hiệu quả thì nói cho Hà biết với. Bây giờ thì vẫn còn khá là nắng nhưng mà Hà thấy nó bắt đầu dịu đi rồi. Tụi mình sẽ đi coi cái canh gốc trước rồi chuẩn bị chụp luôn. Hà dậm trúng cúc chim rồi, giờ phải đi rửa chân. Thiệt ra là nó cũng không lạnh như mình nghĩ. Ủa cái này giống đất sét quá à. Ủa cứ tưởng là đá, hóa ra là đất sét. Bà Lờ nói là tại vì ở trong biển này nó có nhiều nước muối á, cho nên nếu mà rớt xuống thì sẽ không bị chết. À không phải không bị chết mà là nó không bị chìm. Chụp với biển xong rồi, thiệt ra biển á không phải là mục tiêu chụp hôm nay, cho nên là tụi mình cũng chỉ chụp một vài tấm hên xui thôi à. Bây giờ thì muốn chụp cái nhà ở ngoài kia. Đã chụp xong với cái nhà rồi. Bây giờ chỉ còn một chỗ cuối cùng chưa chụp thôi, là cái đường ray. Tụi mình đang đi tới chỗ đường ray. Mặt trời ở phía sau nó gần xuống rồi, nó còn một đoạn nữa thôi là
sẽ tắt nắng, tới lúc đó thì sẽ không coi chụp được nữa. Đường ray xe lửa đây rồi. Thiệt ra là cái bộ váy này á, nó cũng không hợp để chụp đường ray xe lửa lắm. Nhưng mà cô đã mang xôi. Đây là quang cảnh chỗ mà tụi mình đang chụp ảnh. Thà ước gì á mà cái mặt trời ở bên này á, nó lặn ở ngay cái đường ray là đẹp rồi. Ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Như thường lệ, Hà vẫn sẽ không biết là ảnh đẹp hay xấu cho tới khi mà Hà đăng ảnh lên trên laptop và Hà nhìn. Nhưng mà Hà hy vọng là hôm nay vẫn sẽ có một vài tấm ok. Bây giờ thì trời cũng sắp tối rồi và tụi mình cũng đang rất là đói. Cho nên là Hà và các bạn sẽ đi ăn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chụp ảnh sau.